Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay lại với Minh Long Ô Tô. Thì vừa ra mắt ở thị trường Indonesia không lâu, CB15X rất là nổi ở thị trường Việt Nam. Thì bắt cơ hội đó, Minh Long Ô Tô đã nhập về lô CB15X để cho anh em chơi. Và mình cũng nhận được nhiều và rất nhiều câu hỏi từ phía anh em, nên hôm nay mình đã mời một chuyên gia, một khách mời đặc biệt. Xin mời anh Khánh Hoàng. Mình là khách mời mà ở cái clip nào cũng có hết trơn đó mọi người. Thì hôm nay mình đứng đây để giải đáp những cái thắc mắc mà mọi người và các bạn khán giả đã comment ở trên YouTube. Thì hôm nay ý cứ đại diện cho mọi người đi hỏi lại một câu hỏi rồi Khánh sẽ trả lời. Dạ. Thì thông tin vừa qua thì CB15X đã ra mắt tại thị trường Indo anh em. Nó rất là sôi nổi, đã lan qua thị trường Việt Nam luôn rồi. Thì do đó Minh Long Moto đã bắt kịp cơ hội, đã đặt hàng CB15X về Việt Nam để cho anh em chơi. Thì hôm nay thì mình thay mặt một số anh em cũng như là khách hàng để hỏi anh Khánh một số điều về con CB15X này, để xem liệu nó có phù hợp với anh em hay không ha. Thì không biết về đợt lô đầu tiên này thì không biết bao nhiêu xe anh Khánh và có bao nhiêu màu anh à? Hiện tại cái lô xe này á về Việt Nam thì mình về là một công dạy tiền từ 20 đến 40 feet, thì mình đang về tổng cộng là trên dưới 200 xe. 200 xe với tất cả các màu là đủ 3 màu luôn. Thì hiện tại xe này đang có 3 màu, là màu đỏ nè, màu xanh, màu xám. Nhưng mà cái màu xám này rất đặc biệt, chút xíu nữa ý sẽ có clip review riêng về cái màu xám này đó. Ok, anh em nào mà quan tâm về một cái clip review chi tiết á thì anh em nhớ bấm theo dõi Minh Long Ô Tô nha, mình sẽ làm clip review chi tiết cho anh em. Thứ hai á thì cho em hỏi là nguồn gốc xuất xứ của xe này như thế nào anh? Là Indonesia. Dạ, Indonesia. Theo cái tầm nhìn của anh em á thì có lẽ là anh em cũng như em á thấy là xe hơi hầm hố á, thì không biết với cái tầm vóc của người Việt Nam mình á, tầm khoảng 1m6 cho đến 1m7 á thì chải có phù hợp không anh? Chiếc xe này á hiện tại chiều cao yên nó là 817mm, thì nó chỉ phù hợp với những người có chiều cao là trên 1m7 thì chống chân rất là dễ dàng. Nhưng mà cái người Việt Nam mình á, ở cái độ tuổi mà khoảng chừng 23 đến 35 á, thì cái chiều cao nó khoảng chừng 1m65 đổ xuống. Thì bây giờ làm sao giờ? Thì bên anh có những cái phụ kiện có thể giảm cái chiều cao của CB150X này, là bằng cách bắt hạ phục. Cái bắt hạ phục này á, nó sẽ giảm xuống khoảng chừng 2 đến 5 phân tùy theo cái mình lựa chọn. Dạ. Ok em. Là mình có sẵn luôn đúng không anh? Mình có sẵn hàng. Rất là ok luôn ha anh em. Minh Long luôn hỗ trợ cho anh em tất cả để anh em để chinh phục được đam mê của mình dù là khó khăn cỡ nào ha. Và tiếp theo thì em thấy xe này cũng rất là hầm hố. Thì em có tham gia cái hội CB150X Việt Nam á, thì thấy nhiều anh em cũng đăng nhiều bức hình á, thì em có cũng tham khảo sơ sơ thì em thấy CB150X này á cũng có rất nhiều đồ chơi á. Không biết anh Khánh có thể tư vấn em về một số món đồ chơi của xe này không? Hiện tại thì anh chỉ mới nhập xe thôi, còn phụ kiện thì nó đang về sau. Thì khoảng chừng 2 tháng nữa thì nó sẽ về một cái số đồ phụ kiện. Thì hiện tại anh đang đặt là 5 món hàng. Thứ nhất là kính chắn gió. Thứ hai là cái khung bảo vệ. Thứ ba là chống đổ. Thứ tư là thùng. Thì mình có thể lắp là một thùng hoặc là 3 thùng tùy theo cái nhu cầu mà mình sử dụng đó. Rồi cái thứ tư nữa, cái thứ năm nữa là cái bát hạ phục. Bát nãy nói là cái chiều cao đó. Tại sao CBX 500 á nó có tới 6 món mà xe này chỉ có 5 món thôi? Bởi vì nó đã có cái lót gầm ở đây rồi. À, thấy không, nó có cái đầu đỡ ở đây rồi, cho nên là chỉ cần là 5 món là đủ. Còn xe CB500X á là nó chưa có, nên mình phải gắn cái đó để nó đỡ, nó va chạm lên. Ok anh. Một điều tiện lợi ha, nếu mà anh em mua xe này thì cũng giảm thêm một món đồ chơi, tiết kiệm thêm một chi phí cho anh em. Anh xin lỗi nha, 5 món đồ chơi nhưng một cái món rất là đặc biệt, nó không phải là đồ chơi, nó là một tính năng. Thì anh đã giới thiệu 5 món đồ chơi ở trước rồi, thì anh bổ sung một cái món nữa, đó là ABS trên xe này. À, tại sao anh không gọi nó là đồ chơi? Bởi vì đây, cái ABS đó là một tính năng của một chiếc xe chứ không phải là một món đồ chơi. Thì ở đây anh đang nghĩ là cái Honda Indonesia họ sẽ nâng cấp cái vừa sâu lên là có ABS. Mình đoán là khoảng chừng 95% là cái vừa sâu này nó sẽ lên ABS, bởi vì họ làm những cái bát
để mà ABS lồng vô được ABS. Thì bây hiện tại thì là chưa có ABS, nhưng mà nếu mà các bạn muốn gắn, các bạn có thể đến bên Long Ô Tô và Khánh Hoàng sẽ hỗ trợ các bạn gắn ABS. Thì hiện tại giá một bộ ABS bằng có bảo hành và đồ của Windows, là cái bộ ABS đó của Windows, thì lên đây nó khoảng chừng 7,5 triệu đến 8 triệu tùy. Ví dụ như là một kênh á, thì mình sẽ một kênh trước thì khoảng chừng là 7,5 triệu, nếu mình lên hai kênh thì khoảng chừng là 8 triệu, và em sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm theo anh. Nhưng mà ở đây anh em mình sẽ coi thử cái đồng hồ nó có tính năng thích hợp trên ABS này không ha. À, nên mở lên. Hiện tại mặt đồng hồ này không có cái đèn hiển thị ABS, nhưng mà không sao, anh sẽ có thể là chỉnh lại lên đây được. Anh có thể làm cái đúng, anh. Đúng rồi. Cái đèn thì ông anh không ảnh hưởng gì, quan trọng là cái hệ thống mắt đọc ABS của nó là hiệu quả và được bảo hành. Thì cái phần chi tiết về ABS á, thì mình nghĩ nhà sản xuất cũng muốn tiết kiệm cho anh em đó. Còn nếu mà anh em nào muốn, chúng ta muốn chơi, muốn đảm bảo xe hơn thì chúng ta có thể độ ở Minh Long Ô Tô vẫn được ha anh em. Cái thứ hai thì về xe đi, giá thì anh em mình sẽ hỏi về sau đó. Giá thì anh em mình sẽ hỏi về sau, thì giá thì để khúc sau cho hấp dẫn ha anh em. Cái thứ hai á, thì anh em mua xe nhập rồi đó, đây mình giới thiệu cho anh em luôn. Anh em nào chúng ta mới chơi xe nhập á, thì mình sẽ giới thiệu là khi mua xe anh em phải dựa vào giấy tờ hải quan của xe nữa đó, để đăng ký được biển số. Thì đó, nó không có giống như xe Việt ha, là biển số nhanh. Còn khi mà anh em nhập xe về, anh em phải chờ hải quan hay gì đó. Thì cái này, xe CB15X này về Minh Long Ô Tô rồi, thì không biết có hải quan hay là đăng ký biển số nhanh được chưa anh Khánh à? Một chiếc xe nhập á, khi mình nhập về muốn làm biển số thì mình phải chờ hải quan. Thì hải quan của mỗi chiếc xe nó rơi vào từ khoảng chừng 10 đến 25 ngày tùy chiếc, tùy lô. Thì hiện tại cái lô này thì khoảng chừng mười mấy ngày nữa là đã có hải quan rồi đó. Và cái thời gian ra biển số chiếc xe này là khoảng từ 10 đến 20 ngày là ra được biển số, bởi vì chiếc xe này là chưa có mức áp thuế của phòng thuế. Thì khi mà anh em mua chiếc xe này thì chiếc xe đầu tiên á nên để bên phía Minh Long Ô Tô làm giấy tờ, bởi vì Minh Long Ô Tô có những cái kinh nghiệm lâu năm trong cái ngành xe này rồi, thì mình làm giấy tờ và mình đăng ký xin áp thuế nó rất là dễ. Nhưng mà nếu mà các bạn ở tỉnh á, ví dụ như Kiên Giang, Rạch Giá hoặc là ở các tỉnh như ngoài Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, thì các bạn muốn làm các bạn phải đi xin cái công văn áp thuế thì mới đóng thuế và ra biển số được đó. Thì bây giờ chiếc xe đầu tiên mua thì cứ để Minh Long làm, Minh Long xin xong hết rồi, anh em cứ dựa theo đó mà xin áp thuế là làm rất là dễ đó. Em nghe nói mà ở tỉnh khác mà đi xin công văn là hơi căng nên cái này nếu mà được á, anh em cứ để Minh Long Ô Tô lo chọn gói thôi, anh em chỉ cần lấy xe về và chạy thôi, rất là thoải mái, không cần lo lắng gì ha anh em. Cái thứ hai thì lỡ ấy rồi, anh có thể ước tầm được cái giá mà ra biển số ở thành phố hay là tỉnh là bao nhiêu không? Hiện tại thành phố đang đóng ở một cái mức thuế là khoảng chừng 5% và phí trước bạ ra biển số. Thì chiếc xe này nếu như đăng ký ở thành phố nó rơi vào khoảng chừng 7,5 triệu đến 8,5 triệu, còn ở tỉnh thì dao động từ 3,5 triệu đến 5,5 triệu là mình ra được biển số chiếc xe này. Tỉnh thì rẻ hơn anh em đó. Cái này chắc làm biển số phải dựa theo hộ khẩu thôi đó. Và một cái đặc biệt nữa là cái biển số ngoài Hà Nội á, nếu như là hộ khẩu mình ngoài Hà Nội thì mình làm biển số sẽ cao hơn trong Sài Gòn, trong Hồ Chí Minh mình thì phải cao hơn khoảng chừng là 2 triệu. Nếu mà anh em nào ở Hà Nội thì chúng ta có cái phí vụ cao hơn tầm 2 triệu nha anh em. Nhìn xe thì em thấy cũng ok đó, rất là thích hợp cho anh em nào chúng ta mà đam mê cái cảm giác đi phượt dài hoặc là đi chinh phục địa hình đó. Thì lỡ như em đam mê quá anh Gánh, em quất trước anh em luôn, em lấy một chiếc trước anh em luôn, thì không biết Minh Long có hỗ trợ gì không anh? Và ý muốn mua chiếc xe này trả góp thì hiện tại Minh Long Ô Tô á có 4 ngân hàng đang hỗ trợ là cho vay để mà mua chiếc xe này, hỗ trợ trả góp á. Thì chiếc xe này chỉ cần trả trước 30% giá trị xe 80 triệu, 30% nó khoảng chừng ra vào đó từ 20 đến 25 triệu là em có thể trả góp được chiếc xe này rồi. Ok,
Và các gói lãi suất là các em có thể đóng trong vòng 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng. Cái đó là tùy cái nhu cầu và mục đích của em. À, cảm ơn anh. Thì quên nữa, thì có nhiều anh em chạy địa hình xấu này á, thì tất nhiên là mình không tránh khỏi những cái xử lý tình huống, mình không có xử lý huống kịp á, thì do đó nó sẽ bị hư hao một số phụ tùng á. Ví dụ mà em đặt có được hay không anh, hay là thời gian có lâu hay không? Anh em có thể lên truy cập website phụtùng.minhlongmoto.com để anh em thực hiện đặt những cái món hàng C150X này. Hiện tại thì là xe mới nên chưa có hàng sẵn, nhưng mà anh em cần nhập thì Minh Long Mô Tô luôn có sẵn hàng, luôn sẵn sàng mà nhập hàng về cho anh em. Ngoài ra thì trên đó có rất là nhiều loại phụ tùng khác nhau của các dòng xe khác nhau, anh em có thể trên đó là đặt hàng. Ok, cảm ơn anh Khánh rất nhiều. Chút nữa thì mình sẽ đi cà phê với anh Khánh để xin được cái link, cái web đó. Mình sẽ để dưới cái phần mô tả nha. Anh em nào quan tâm về phụ tùng bất cứ xe nào tại Minh Long Mô Tô thì có thể nhấn vào cái đường link đó để tham khảo thêm chi tiết nha anh em. Rồi tiếp theo thì về xe, em nghĩ xe này rất ok rồi đó. Thì không biết khi mà về á thì có sẵn tại tất cả cái chi nhánh ở Minh Long Mô Tô không? Em thấy chi nhánh Minh Long Mô Tô rất là nhiều á, tại Sài Gòn nè, ở Bình Dương nè, Huế nè đó. Thì có sẵn cho anh em để tham khảo mà. Thì chiếc xe này sẽ có mặt tại 14 showroom của Minh Long Mô Tô, từ Huế đến Bình Dương đến Sài Gòn thì là đều có xe hết đó. Đúng không? Rồi cảm ơn anh Khánh. Ở nên anh em nào chúng ta đang quan tâm và muốn trải nghiệm thử á, muốn ngồi thử và xem xe trực tiếp á, thì anh em có thể đến ngay trực tiếp Minh Long Mô Tô, chi nhánh gần nhất bên mình nha, để coi xe nha anh em. Và thí dụ em mua anh Khánh thì em thấy xe nhập á, có một số nơi á, người ta không có bảo hành anh. Không biết em mua xe của Minh Long Mô Tô rồi về cái xe nhập này mình có hỗ trợ về bảo trì bảo dưỡng hay là bảo hành gì không anh? Rồi câu hỏi này á, có rất là nhiều người hỏi và thắc mắc, nhưng mà mọi người đang nhầm là xe nhập khẩu không có bảo hành và xe nhập khẩu có bảo hành. Thì anh xin khẳng định cái con CB150X này là khi khách hàng mua xe sẽ không được bảo hành, nhưng mà được bảo trì bảo dưỡng 2 năm dưới 20.000 km. Có nghĩa là Minh Long sẽ hỗ trợ tất cả các chi phí để hỗ trợ chiếc xe này. Còn có một dòng xe nhập khẩu nhưng mà được bảo hành là do Minh Long Mô Tô có thể là nhập lại xe của nhà máy Honda Việt Nam. Minh Long Mô Tô nhập lại xe của Suzuki, Yamaha. Thì bên đó những chiếc xe nhập khẩu thì Minh Long kết hợp chính hãng thì Minh Long làm bảo hành những chiếc xe nhập khẩu đó. Còn lại những chiếc xe này là không có bảo hành, tùy chiếc xe. Cho nên là khi các bạn mua xe, các bạn hãy hỏi cái người mà seller, cái người sale á, chiếc xe này có bảo hành hay không, hãy hỏi rõ để nắm bắt vấn đề. Đó là những cái vấn đề mà cũng như nhiều anh em muốn hỏi đến Minh Long Mô Tô và nhờ anh Khánh đây giải quyết, giải đáp thắc mắc cho anh em. Đó. Và vào vấn đề chính luôn anh em, không để anh em chờ lâu nữa, thì xin mời anh Hoàng Khánh giới thiệu và công bố giá của em CB150X này nha. Honda CB150X có giá bán là làm tất cả các màu bằng giá luôn ha anh. Màu bằng giá. Và ở đây thì anh em thấy cái mẫu xe buýt này thì mình sẽ làm một clip review chi tiết vào clip sau. Anh em đừng quên theo dõi và nhấn like và đăng ký kênh Minh Long Mô Tô nha. Còn bây giờ mình là Ý Trần. Mình là Khánh Hoàng. Xin chào và hẹn gặp lại.